Chương trình sáng nay đó, giờ này đó là mình sẽ học 11 phương pháp siêu trí nhớ để mình nhớ gì đã nhớ, quên cái gì đó quên. Không, tất cả này là chỉ nhớ thôi. Để quên này cấp độ cao hơn, chỉ dạy phương pháp nhớ. Nha. Phương pháp ghi chép trong hình ảnh. Ví dụ không, ví dụ như nghe bạn Trang đi phải không? Thì mình vẽ hình Trang ra, bự bự ra, mập mập ra, hiểu chưa? Đó, ví dụ nghe phát đi, thì vẽ hình phát ra, chắc có bùi xuống đây. Nha, bởi vì phát bùi bùi. Đó, ví dụ như cậu giống như là quân đi, dễ quân ra, sau đó là ai nước mắt là dễ cho khóc mắt là ai giống dễ. Rồi qua đây không mà dễ cái mỏ bự lên hai nước rồi đúng không, dễ được hai cấp kiến nữa đó. Rồi ngang đây không cũng dễ mà này nè, dễ được hai giờ nước mắt hai giống dễ luôn, mắt mắt dễ cái miệng cái mắt mình trở về cái nào mình dễ đúng không. Đó là phương pháp ghi chép của mình nè. Quay lại ông lại mượn phá thì chắc là liền wow liền liền gì các bạn thì bán lại cho thầy mỗi bịch, nếu như bán cho người ta thì mỗi bịch 10 ngàn, nếu như mà bán là bán hết
còn bán không hết là bán lại cho thầy khoảng được 5.000, thì cũng có tiền của hồ bơi, phải đóng hồ bơi, tiền là của mình, hiểu chưa? Tự kiếm tiền, tự xài là chính, đó là cái bán mà nó dễ dàng, hiểu chưa? Tiền nào ví dụ như mình có 10.000 đi, đúng chưa? Thấy chưa? Thì 1.000 hết trơn á, là mình sẽ vô đây là 1.000 để cho mình tiết kiệm, ok chưa? Đó, mình có 100.000 tương tự vậy đây rồi. Ở đó 1.000 làm gì? 1.000 để cho đi, mình cho đi mình mới có may mắn, thấy chưa? 1.000 là để đầu tư. Rồi xong rồi. Còn 7.000 đó, 7.000 nhu cầu hàng ngày nè, nhu cầu thiết yếu, chưa? Thì thiết kế quản lý tài chính giờ mà tiếng là 10.000 đó các thầy, có theo 10.000, có 10.000, có 10, nó to lên có 10.000, có 10.000, 1.000 tiết kiệm, 1.000 tiết kiệm, có lại 1.000 tiết kiệm, 1.000 cho đi, 1.000 cho đi, có lại 1.000 cho đi, 1.000 cho đi, 1.000 đầu tư. 1.000 đầu tư. Nói lại 1.000 đầu tư. 1.000 đầu tư. 7.000 nhu cầu hàng ngày. 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 Rồi. Bây giờ giờ này là buổi trưa, mỗi bạn cầm một cái bọc dưới một cái cây để mình lượm rác, nhặt rác, chưa? À? Nhặt rác đó thì nhặt xong hết trơn đó mình sẽ nhặt sạch ở đằng trước này, bữa nay là gác bọc dưới gác lá cây luôn, để đây hết, hồi thầy đẩy ra sau thầy đổ, được chưa? Nhặt rác xong đó là mỗi bạn đó thì sẽ được hưởng lương là 30k. Wow. 30.000 thì 30.000 này đó là 20.000 là ăn cơm, còn sẽ dư 10.000. Ok không? Tất cả cùng nhau làm, xin khi nào sạch thì thôi. Rồi chuẩn bị. Bà đơn gái đi bên kia kìa.
không em không có được, em không ai ăn, ai mua mới đem ra dễ. Bán theo cái hay theo bịch? Hỏi đây. Cái mà người ăn nhớ mẹ rồi. Cái 10.000 đó cô, nó cái 10.000. Cái 10.000 hả? Ừ. Cái 10.000 mắc chị. Hả? Cái 10.000 mắc chị, tôi mua hết tôi bịch mà bán cái 10.000. Mua một cái thôi, mua một bịch không ấy là mua một cái thôi. Dạ, không có gì bán bịch luôn. Không có gì. Mấy này nó tập kinh doanh à, học sinh tập kinh doanh. Hả? Ừ, mua ủng hộ một cái thôi. Ờ, cái hai cái được rồi. Còn thằng này nè, cái bể này bán cho con bán rẻ. Một cái 2.000. Một cái 2.000 nè, mấy đứa nhỏ nó mua nha. Ờ, rồi cảm ơn cô chưa. Ờ, cảm ơn cô. Trời ơi, là bán gì mà bán cho mày lục, nó hỏi chứ không. Bán hỏi nhiều mà không biết nữa. Giờ nó dữ luôn. Cái này bán ở đâu chứ mày. Tự tin tự lập tới tự học đấy. Dạ. Kem đó hả? Kem đó 2.500 có vị anh hùng dân tộc Nguyễn Dung Trần. Đúng rồi đó. Rồi đó, tự do đi chơi, bạn nào mệt thì ngồi nghỉ mệt. Chương trình học tập bằng sự trải nghiệm do Trung tâm Siêu trí nhờ Phú Quốc tổ chức, rèn luyện kỹ năng cho bé, diễn ra chủ nhật hàng tuần từ 9 giờ sáng tới 18 giờ chiều. Phụ huynh đăng ký cho bé để có những trải nghiệm tuyệt vời.